sang ngày thứ hai thì mình sẽ rửa để mình ướp gia vị vô nha mọi người, làm nước sốt kim chi trộn lên thì mình sẽ rửa sạch. Cái này là mình đã ướp muối 4-5 tiếng rồi nha. Rồi ông bà đổ, ông bà hứng giống tát nước đầu đình quá ta. Rồi bây giờ mình cho nước mắm vô nha. Ông đem sao cặp kè nào, ớt sạch chi chi cái gì mẹ phụ phụ mẹ ơi, đưa đổ hết cam ơi mấy em anh đổ hết cành nó chân cành nó muối muối luôn á, thành củ cải muối luôn, củ cải muối luôn. Mắm mùi thơm phức nha, chín chắn xinh nè, mắm ngon, mắm ngon trời liếm dữ kìa. Mai nè tỏi vô, tỏi xay nha mọi người, thằng gà gừng luôn. Cà rốt phun bột 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 nấu rồi, bột mì nấu lên. Cái gì lên? Cái đó là giang pa tép pa xeo chở hành ba rô và mắm tép xay chung với nhau nha mọi người. Cà rốt xay ra đỏ giờ rồi bột ớt mịn nha, bột ớt thô. Quá trời bột ớt, cái này chắc phải 4-5 thao gì đó. Rồi mình sẽ trộn từ từ lên nha, trộn mệt lắm. Đuối lắm mọi người ơi, phải dùng lực lắm luôn tại vì củ cải nó nặng. Wow, hơi đẹp quá. Ôi trời, chồng đi được. Lấy cái ghế cho mẹ chồng mọi người. Ăn thử miếng không bà? Không. Giờ mình ăn thử coi vừa ăn chưa, có thiếu đủ gì không thì mình thêm vô, còn nếu mà ngon thì mình bắt đầu hốt bỏ vô thùng. Thử một cục bà mới còn hăng lắm đó, nó còn hăng hăng. Ăn cục thứ hai nữa coi, ăn một cục rồi vẫn chưa biết thiếu cái gì đủ chưa, ăn thêm cục thứ hai nữa coi. Rồi ngon rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô thùng nha, bỏ vô thùng để dành ăn là được rồi đó. Bỏ vô trong thùng. Ít đây nó tổ muối đi mà muối như là muối kim chi. Mình thấy không có nước chứ mình để chừng 2-3 ngày sau là tự nó ra nước cho mọi người. Mình nhận cái chặt xuống thì kim chi mới ngon nha. Kim chi mà để bọt sọt là không ngon. Khi bỏ vô hộp thì phải nhận cho thiệt là chặt xuống. Đổi thùng khác. Xong. Trời ơi hôm nay lạnh hơn hôm qua đó mọi người. Lạnh mà hả, lỗ mũi cũng đóng băng luôn nha. Xin chào mọi người đang xem kênh Nhà Quanh TV của Tiên nghe. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là thân thuộc với người miền Tây. Tết sắp tới rồi, còn có 70-80 ngày nữa Tết tới rồi mọi người ơi. Nay mình chuẩn bị ăn Tết lần được rồi. Đó thì thịt kho hộp vịt với dưa cải thì thôi, món này là nguyên khu vực tỉnh miền Nam Tết nhà nào cũng có nha, rất là thân thương luôn. Dừa bốn trái với quắp cải, dưa cải, thịt kho rượu, trứng cút cho dễ ăn, đỡ dễ dẻ ra nát. Ai ăn trứng nào lủng trứng nấy nha. Trời ơi tôi muốn về Việt Nam ăn Tết quá. Bây giờ mình sẽ luộc thịt, bỏ gừng với hành vô. Nước sôi mình thả thịt vô, mình trụng sơ qua nha.
còn à. Rồi, bây giờ mình đổ ra, mình rửa lại nha. Bây giờ mình ướp thịt nha mọi người. Mình cho cái đây, thịt nêm nè. Bột ngọt. Mình ướp đường phèn chứ không ướp đường cát. Đường ngon. Đường phèn. Tỏi ớt băm thiệt là nhiều vô thì nó mới ngon được nghe. Cái màu đỏ đẹp. Nhớ bà ngoại quá à. Hồi xưa bà ngoại Tết Tết là ướp thịt kho kiệu gì nè mọi người. Cái Tiên sẽ ngồi cái bên nhúm lửa than cho bà ngoại kho thịt. Ngoại muối dưa cải với lại ướp thịt kho gì nè. Rồi, giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Đang làm gì mẹ? Lạnh quá. Bật sưởi hả? Nhóm than lên để sưởi ốc hả? Nhóm than lên kho thịt. Rồi, than đượm dữ rồi ha. Trời, cái này mà kho thịt nữa, ông nội ơi, chắc hết nồi cơm nữa quá. Thêm dưa cải nữa, thứ gì chịu nổi trời. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt đã ướp nãy giờ khoảng 2 tiếng rồi đó. Hơn 1 tiếng mấy, 2 tiếng. Rồi, cái nước này mà kho lên. Chắc hả? Nhiệt gần lắm ta. Và cái màu ớt tỏi ngon hết trời. Đổ nước cốt dừa vô nha. Nước dừa chứ không phải nước cốt dừa nha mọi người. Dừa luôn. Trời ơi, nguyên một nồi nước cốt dừa không vậy đó hả? Nước dừa. Nước dừa không vậy đó hả? Quá trời ơi. Dưới ớt bằm mà màu đỏ gì nè, khỏi cần bỏ nước màu, nước méo gì đó. Kho than mà nó đỏ gì đó. Kho thì có lá mít bỏ lên một cái, ta nói màu đẹp như là mơ. Mắt mèo luôn ha. Giờ ở đây không có lá... Bây giờ đâu có cần bỏ nước giờ màu. Giờ ở đây nữa. Mình không có lá mít thì mình bỏ lá gì biết không? Lá hồng nè. Lá hồng của Hàn Quốc. Lá hồng nó chát, lá mít ăn được lá hồng. Rồi, bỏ ra trứng cút vô cho thấm. Nãy giờ mình kho được cỡ hơn tiếng nha mọi người. Bỏ trứng cút vô cho thấm. Cho nó sơn dạo nữa đem cái này ăn được rồi đó. Kho phải vài bữa nữa nó mới ngon. Kho càng lâu nó càng ngon. Ớt bằm mà này dưới ấy mà nó ra màu đẹp gì. Không có, bỏ dầu điều, dầu gì đó. Dầu điều, dầu gì hết gáo á là không có bỏ. Không có bỏ gì hết trơn hết trọi á. Chỉ nước dừa với ớt bằm là nó ra màu đẹp gì nè. Dịch cả hai câu đều sử dụng ngôn ngữ miền Tây hết á. Ý là không bỏ bất cứ thứ gì, dầu điều gì, màu tự nhiên, không bỏ gì hết trơn, trời không bỏ gì hết gáo chứ. Nước dừa chứ. Rồi mình kho thêm tí nữa ha. Còn tí nữa. Trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Giờ mình dọn đi lên mâm mình ăn nha. Mời chị Sơn lên ăn thử. Rồi, khiên vô mẹ. Ta-da! Thịt kho của mình đã rất là ngon rồi. Trời ơi, ta nói trứng cút mà tưởng đâu kho tỏi á mọi người, tưởng đâu củ tỏi nguyên á, nhìn ngon ha. Rồi mình sẽ ăn với lại dưa cải và dưa leo nha. Ăn đơn giản mâm cơm miền Tây. Mời mọi người cùng ăn thịt kho hột vịt, hột trứng cút, gà, dưa cải, dưa leo. Mình đi mời tôi xe ăn gì cho mẹ. Trời đi Thái Lan thì chắc giả cho mẹ quá. Mẹ tôi mới Thái Lan về nha mọi người. Có mua quà cho, nói chung là Tiên dặn đừng có mua, nhưng mà cũng có mua chị Tư chai kem lotion mua ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Rồi Tiên cũng có cái chai xịt miệng, nói chung là ai cũng có quà nhỏ nhỏ hết, tại vì mua nhiều tốn tiền lắm. Bà xôi làm món này nhắc giả cho bà quá ha. Mẹ Tiên đi lại cái làng của người Thái ở bên ông Minh Niêm Cừ, thấy có cái cừu mốt kè chạy chấm nước này nè bà xôi. Xe e kêu nhụi mắng không có chỗ là cái nên cắt chợ cái đó một tô đi từ từ gà sạch cỏ thế đi bị cơ nón xà lầm cơ ít rồi à chém mít sao mặt của chả mẹ là gà cỏ e kêu cái này à mà từ ý vấn đề chém mít sao à chính là chém mít rồi. Mẹ tôi nói nha, chuyến này đi chơi Thái Lan rất là vui luôn, và đi được cái làng dân tộc đó là những người phụ nữ mà đeo
mấy cái vòng cổ mọi người mà đeo dài lên tới trên đây là Tiên đã thấy rồi. Nói chung là chắc mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Đeo vòng cổ lên tới trên đây nè mọi người, cổ dài ra rất là dài luôn. Ôi, mẹ Tiên nói nhìn thấy thương lắm. Mà bây giờ đáng ra là nên ngưng đi, nhưng mà Tiên nghĩ là nên ngưng đó, tại vì cũng phát triển rồi. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái xương cổ, xương vai của mình. Nhưng mà những đứa bé nhỏ là bắt đầu cũng đeo vô từ từ rồi đó mọi người. Nó đều bố đứa gọi ra ta đi. Mấy đứa bé đã hát nữa nữa. Nên là mẹ Tiên cho tiền, xong rồi mẹ Tiên mua hai cái thì những cái cô đó là người ta dệt vải á mọi người. Thổ cẩm á, khăn thổ cẩm á, xong rồi mẹ Tiên mua hai cái. Muốn xin tụng này ra hát đi. Muốn xin mà ra hát đi. Cái làng gì Tiên cũng gọi là, nhưng mà Tiên biết. Tiên ý mà ra con gà có bay lớn, mà thích xài á, con gà có bay lớn này. Bé mà ra gà cô. Gà gì ốm nhất là bay lớn này nè mọi người, gà gì ta? Đó đi mà ra. Cái giò nó dài dữ lắm. Tari는 이만하고 몸은 이만해. Giò nó dài gấp đôi cái mình luôn, gà gì ngộ ta, chắc gà rừng hả? Nhưng mà có ăn được không? Mà xích xè á. Mà xích tê cái đại. Ồ nhưng mà rất là ngon. Nhưng mà cứ ở đây 가니까. Ngon lắm mọi người. Tari 이만하대. Con gà đó gà gì mọi người thì muốn ăn của ta? 주대 이만한 거 요리야 갖고 너무 맛있더라. Ồ mà nhưng mà thấy nó ngon lắm. Chắc là gà rừng á nhỉ? 거기서 스카프 이리 이렇게 짜는 거 옛날에 우리나라 딱 뺐을 때 짜는 거. 근데 그거는 이 시중을 안 나온대. 거기서만 판대. 많이 못 짰어. 맥이 그냥 더 감네. 그다 tự dệt đó. Không có bán ở ngoài. Chỉ bán ở đó thôi. 고강은 다. 그 3학년짜리가 태호 한동갑인데 따라갔거든. 저거 엄마하고 할머니하고 스위스 놀러 갔어. 걔가 한 세 번째쯤 가더만 애가 안 들어올래. 매임. 안 들어올래? 응. 불쌍해서 못 보겠다고. 애들이 막 목에 감고 있었으니까. 울어가 가. 그러다 보면 걔가 그날부터 아파가지고 완전 아무것도 소화 안 되더라고. 시급했다 이거. 갑곡 thịt bỏ vô đây nè cắt ra. 애가 너무 놀랬는가 봐. Đi chung với đoàn của mẹ Tiên chuyến này là có mẹ con của cái chị kia. Đi chung với bà, cũng như là ba mẹ con bà cháu đi á mọi người. À, cái bé đó thì cỡ thì hôi nhà Tiên, cỡ 10 tuổi. Xong đi vô cái làng đó thấy những cái bé nhỏ kia đeo vòng cổ như vậy á, kiểu như nó thấy tội nghiệp quá. Rồi nó nhìn cũng sợ nữa, rồi nó không dám vô coi. Rồi nó không chịu vô coi, rồi nó đi bữa đó gì nó bệnh luôn. Chắc kiểu như nó kiểu bị sốc hả? Kiểu bị sốc. Thấy tội nghiệp lắm. Ở đây là đâu? 우리나라가 알기 때문에 아, 여기 사는 곳이 이렇구나 하는 거 보러 가는 거죠. 다 다르니까. 네. Mẹ chồng Tiên nói đi đâu cũng vậy. Như là chỗ này người ta không giống như mình, thì mình kiểu mình đi tham quan mình trải nghiệm. Tại vì đâu phải chỗ nào cũng giống nhau. Chứ mình biết thêm một cái nền văn hóa rồi vậy đó. Ai ơi, cái thịt này là phải kho thêm vài lửa nữa mới ngon mày ha. Ý kìa, chỗ cũng tôi chốt đêm hết. Cái đây mà sẽ sợ. Ý cố kì cà xe, chỗ cũng sẽ có mất cái thịt. Thịt cục thịt nó màu đậm đậm hơn tí nữa mới ngon. Cái này không có nước màu, tự nhiên. Mà tự nhiên. Không mà con nghĩ coi thêm vài lửa là nó cũng sẽ được. Nó bé có cục thịt cơ chứ cái mà đến đó. Mẹ chồng Tiên nói, giờ nó bụng quá đợi tới cục thịt màu đen hết nổi rồi. Hết đỏ. Ngon quá. Mềm mềm. Mềm. Nhưng mà mềm ngon. Tại cái gì không có nước màu nên là nó hơi ấy thôi. Nó tự nhiên chứ không có nước màu đậm đâu mà. Mà miếng vô cỏi rồi. Imo ở cái gì bên cạnh đó ta, đồng nhân imo. Ồ, chân trời á, ở bên đồng trên đồng sáng. Ừ. Áp phin đấy. Áp phin đó. Ừ. Chứ cái đó mà mày cảm xúc đấy. Nên cảm xúc mày hết rồi. Mày cứ đi áp phin cảm xúc mày lên đấy. Anh em mà cảm xúc
그냥 오늘 마지막에 타고 가고 싶더라고요. 이거 어디다 다녀왔어요? 어디 갔는지 잘 모르더라. 누구랑 같이 갔어요, 그러면서? 친구들하고 아, 이모부하고 다 같이 부부들과. 아, 근데 어디 갔는지도 몰라? 어디 갔다 왔노? 내가 배타는 어디 갔다 놓은 게 몰라. 자, em ruột của mẹ chồng Tiên á, cái gì em ruột mà hay mỗi mùa làm kim chi đó làm á mọi người. 근데 농사 짓고 하더라는데, 그것도 갔다 왔는데. 어, 농사 짓고 하더라. 어, 머리 Việt Nam chơi, mà gì đó nói chung là bệnh trong người nhiều lắm mọi nhờ có tiền nên là vẫn còn khỏe mạnh tới giờ nhưng mà bây giờ cũng yếu lắm rồi. Chỉ là đi nói chung là bây giờ dễ rất là mệt nhưng mà nói là cũng như đi là lần cuối á. Đi với chồng với bạn bè của chồng rồi đi mấy cặp vợ chồng gì đó mà đi đâu không biết nữa. Mà nói với mẹ chồng tiên là mới đi Việt Nam về chơi. Đi chỗ nào mà chồng ruộng không lẽ đi gì miền Tây hay là đi lên mấy cái ruộng bậc thang ở trên ở ngoài hành kiểu với trên Hà Giang đâu ta. Đi đâu không biết nữa mà chỗ bằng ruộng nữa đó. Chỗ đi gắt đó cũng không biết nữa. Mất 처음에 간대 어디 간다고 말 안 하더라 그 지금 안 갈게 하고 모임 안 갔대 안 가도 그 안 써져 있더나 그 갈 때 이렇게 몰라 이게 아프니까 어딜 가는 줄 모르겠는데 비행기 사람 쓰러졌대 쓰러져가 난리가 났어 갈 때 그래서 이제 또 깨났는데 또 그 여행을 하고 백화점이 하나 있대 어디 가는 모르겠네 할 때 롯데 백화점 있더라는데 그럼 도시네 근데 그때 도시가 작겠지 가기 싫은데 자꾸 갔는데 백화점에서 쓰러졌더래. 자야 자, 이 Việt Nam chơi mà xỉu hai lần mọi người. 그러니까. Một lần trong máy bay với một lần ở trung tâm thương mại Lotte. Nên tôi nghĩ chắc là dì ấy đi Hà Nội hoặc thành phố. Đi Hà Nội xong rồi là chắc là đi ruộng bậc thang ở Hà Giang. Tôi nghĩ vậy. Ồ nhưng mà đi Hà Giang rất là cực nha. Mà dì này bệnh rất là nhiều trong người. Bệnh 4 năm rồi bệnh nó kết hợp với nhau mà bệnh mười mấy năm mà mọi người. Có tiền nên là vẫn còn duy trì được tới giờ. Nhưng mà tôi nghe đi chơi hết hồn tại vì tôi nghe yếu lắm yếu rồi yếu cả ba chồng tôi không đổi vậy đó wow chuyến trực chạy tao gì vậy chạy tao hay không tôi cảm giác cholesterol rồi mình thấy nằm đồ gan lên cò nhưng sao rồi xong hay rồi này hay có tôi một đế một cái mà anh đế cũng chỉ thua như là cái chơi 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 mà xỉu hai lần một lần cho máy bay với một lần ở trong nước ngoài wow Chúng tôi chưa có tay tay ngon không tay 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 Cái này rất là ngon. Nè. Kimchi. Ông muốn em tôi sẽ chỗ nào xin nè. Mẹ tôi nói ăn cái dưa cả này với thịt kho kìa đúng bài luôn ha. Cái này là đặc sản của miền Nam, Việt Nam. Miền Nam. Ở ngoài người Bắc không ăn hả? Dạ. Phải có một nồi. Ở trong miền Nam là nhà nào cũng có nồi này hết. Giờ xoài lai một cái nước rất gì. À, dạ. Này, tôi nói với mẹ là món ăn ngày Tết. Nam chốt em. À. Miền Nam, miền Tây. Cứ sợ. 그 태국에서 배를 타고 쫙 가면 그 베트남에 논다대. 네. 나 베트남 그 배 타고 갔을 뿐. 내가 먼저 가서 이 시킨 데는 그보다. 내가 난 bữa Thái Lan á, có đi xuồng trên sông Mekong, mà hướng dẫn viên nói mà đi theo men theo con sông này á, thì sẽ qua Campuchia rồi về Việt Nam luôn là đổ ra Cần Thơ với Tiền Giang đó mọi người.
Phải bữa hở mày đi, bữa nay về tới miền Tây vậy. Cười ghê. Nên là cà mèo đi chip vậy. Chúc ta đã cà mèo bảo là đi chip giúp đi chip về gần chơi. Cơ mắt chè, cơ, ủi là chân rồi bèo thằng gang mắt chè. Cơ cơ, nè, cơ cơ nên đi, cơ nên cứ ăn chút chả cơ xét xét gì. Ông mà ông ông anh em vui thì thằng gang này ông mày của. 맞아. 그래. 연결되면 올라가면 그래. 그. 어이, 어이, 맨. 어이, 어이. 아주 기억하지 나요. 그건 기억을 하지 뭐. 나 매딩 nhớ là tối tại vì nhà tiên á là đi về á là phải qua một cái gần tới nhà tiên còn 15 phút nữa tới nhà là qua một cái phà là qua sông cái gọi là sông cái nha mọi người. Trời khai mà ăn mặn nè. Đúng rồi đó. Bây giờ con nói mẹ đi thẳng xuống là chị tới nhà luôn rồi. Đi đi ra qua. À. Chắc con biết thao qua ra qua. Đúng rồi. Em làm chuyện gì với cô cơ cả sợ. Ủa tôi thay đồ không được rồi, chưa rồi không được rồi, mà cha. Đúng rồi. Mẹ cho nên nó phải đi bữa hổm mà men theo con sông nó về tới dưới. Cái nó kia là ta. Dưới cái cò xa sông cái kia mới dựng ra đón vậy tới nhà được rồi. Chạy xe không đa ra đón về nhà được rồi. Mất rồi. Mẹ cho nên kia là gì cả. Cứ bây giờ nè đi gặp qua, đang bên cái xe lửa thao qua, cái sáu chín chín đang nè đi gặp qua. Ừ. Ô tô bay thao vẫn cho nên cái gì gặp cái. Ừ. Cái chín rồi rồi. Là nói chung là con sông cái nó là một nhánh sông nhỏ của sông Mekong đổ về Tiền Giang nó ngoài sông Tiền sông Hậu á. Ô bên này sông nó tẻ ra mấy cái nhỏ nữa. Ô bên này 갔다 와서 2월 한 20일쯤 돼서 엄마 집에 한번 가 보려고. 한 20일 가서 한 10일 몇 조금만 더 있나. Mẹ chồng con nói là qua Tết tính nếu có thời gian thì về nhà mẹ chơi 10 ngày. Ông mà có chụp kìa vào chứ. Anh nhớ. Anh nói kìa. Bà Sư tới hồi qua có qua chung với tôi không? Đã gặp tôi có xíu ta. Chưa đâu chị. À chị. Chưa đâu chị, mới ăn Tết xong mà đừng gấp. Còn ở nhà em dở. Từ từ nữa. Chị sao chị nói anh được? Hay là bây giờ chị sao? Hay bây giờ sao anh nè? Nè, sợ lại Tết xong rồi bao lâu? Tháng 2. Sợ lại chị nói sao? Hắn ta thì ấy. Hắn ta bây giờ chị sao ạ? Hắn nửa hiếu ta đình bà bè. Nè. Nắm gió ngoài. Rồi bắt lên chặt nó cho nó mềm. Đó là mình kho ăn, mình ăn liền nó chưa ngon không? Rồi mốc còn. Ngày mai bắt đầu nó mềm ngon. Hello tôi. Chỗ đi ha cô. Nên là chín chẳng hết sợ. Ngày mai có mốc thì mẹ ăn to để dưới ăn. Nên là cho cung cà thê cà lè á. Mốc cho mẹ ăn to để dưới ăn ha. Này ngon lắm. Ông muốn thả chỗ ra. Không ăn cho tôi hết không được đó bà. Ăn chứ mẹ. Mốt rồi hết chứ. Không. Chết rồi về. Mốt chứ bà. Ăn chứ trời. Ăn chứ mẹ. Chết rồi về Việt Nam thôi các bạn. Ngon. Ăn hết trơn cơm luôn hả? Người nào cũng luôn hả? Mẹ chồng con nhiễm đó. Ăn thịt, ăn rau nhiễm luôn á. Ăn máu này ngon. Cái tên này có không? Cái dĩa này tôi bưng nha bà. Bưng nguyên gì luôn. Ok nè. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Quân TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người.